Mà chơi được mấy trận cũng khoai phết đấy anh em ạ. Hơi khoai một tí. Mình chưa biết trận này trận này vào chơi trò này đi các bạn này. Trận này vào chơi trò này đi cho nó. Let's go. Ý, rồi rồi rồi. Thì anh em cái trò này chơi mấy cái trò ở trong Gacha này thì chơi khó vãi nổi rồi ạ. Chơi siêu khó luôn ạ. Đấy, cứ như này xong bắt đầu là mẹ tí nó nhanh lên nữa. Mẹ sợ vãi nổi đó, kéo kịp trở tay thay quần áo luôn các bạn. Không kịp trở tay mẹ thay quần áo gì luôn. Tí nữa nó nhanh rồi, mẹ nhanh mẹ loạn lên nữa. Kiểu loạn loạn đấy các bạn. Không biết được. Nếu kịp trở tay thay thay quần áo này thay cuối rơi nó một quả này nhé đấy bắt đầu nó nhanh này ui nhanh như này em ai mà đỡ được ai mà đỡ được ai mà đỡ được ui rơi mất mấy quả kia rồi ui bắt đầu nhanh quá không đỡ được nữa hôm nay có vẻ mình chơi còn hơi lâu đấy bình thường chơi chậm lắm. Tiếp tục là anh em ơi làm trận nữa cho nó máu tí nữa mình sạc cái pin máy cái đó. Anh em đợi một chút nha mình sạc cái pin máy đây ok sạc xong rồi rồi thì chiến tiếp nào nãy được bao nhiêu điểm em không biết nó mình chẳng rõ đó mẹ chơi cái trò này hơi khó mẹ không cần đồ các bạn ạ chịu luôn ấy. Mẹ chơi cái trò này còn khó hơn cả đường lên đỉnh Olympia đấy. Tí nữa nhanh lên nha thì đéo kịp trở tay thêm quần áo luôn em ạ. Bên này đúng rồi, bên này. Đúng rồi. Đứng ở đây đi. Ngồi đây, đây. Đấy, chơi này anh em phải chơi nhịp nhàng nhé. Anh em mà chơi kiểu không nhịp nhàng là thua ngay đấy anh em phải nhịp nhàng một chút thôi rồi đấy chị anh em chỉ cần chật một nhịp thôi là rơi mẹ thì mấy quả luôn đấy nếu hiểu kiểu gì luôn ạ đấy đây 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 khó mấy lần rồi ạ đừng 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 em ơi bình tĩnh vẫn thua ở cày cày vãi nổi các bạn ạ nhưng mà không sao mình làm được mà anh em hãy cứ tin tưởng vào mình rồi mẹ tốc độ của bóng rơi chậm vãi cần ra rất chậm siêu quan trọng luôn vào đây múc chúng đi đúng rồi đấm chúng nó rồi múc được con này là ngon thôi còn đi rơi mất một quả bên kia cũng được không sao không sao anh em yên tâm chiến được bên này còn ui rơi mất quả rồi hết sức bình tĩnh đừng nóng vội bên này rơi nhiều quá các bạn ơi rơi nhiều quá không kịp trở tay thay quần áo luôn cái kết là vẫn thua đây này anh em này anh em nhìn đi cái kết đấy cố gắng nút vào này nha vào này xong là phải thắng đây này đấy nhìn nó cứ đánh đầu này con này là con cá voi đó con này là con cá voi mà con này không phải là cá heo mà là cá voi theo cái kinh nghiệm học theo cái kinh nghiệm học lịch sử à, quên học theo kinh nghiệm học sinh học của mình thì con này là cá voi sát thủ luôn các bạn nhé nó là cá voi sát thủ chứ không phải là cá heo lắm ông lại bảo cá heo cho xem thề luôn nhiều ông lại bảo cá heo thề với anh em luôn nhiều ông không biết đấy toàn nhầm con này với con cá heo ấy tức thực ra nó là cá voi sát thủ con này nó còn cắn cá mập như con ạ nói thế là anh em biết là nó
voi rất thủ. Nếu mà chỉ nếu mà không tính cá mập ấy, thì nó cũng là thuộc dạng như là nó cũng thuộc dạng như kiểu là vua, nó cũng thuộc dạng như kiểu là vua của đại dương như các bạn. Nó còn đánh thắng cá mập nhé, vì nó thông minh, nó thông minh hơn cá mập rất là nhiều, cho nên là nó đánh, các bạn phải hiểu, nó đánh nó còn đánh thắng cả cá mập cơ. Đã từng có video là xác con cá mập bị chết là bị cá voi xanh nó đâm chết rồi đấy. Trời đất ơi, bên này này, bên này bạn ơi, trời ơi, di chuyển cái này nó khó khăn vậy. Rơi hết rồi, toàn lệ rơi thế nhỉ, đánh đi đánh lại vẫn cứ rơi là rơi thôi, không thể nào mà thắng được, tài nào thắng được mấy thằng này, nó cay đấy. Thôi kìa, đánh đi em. Cái trò này là trò hôn khoai tây các bạn ạ. Mẹ trò này chơi khó vãi cả đời rồi ạ. Trò này chơi siêu khó luôn nhá. Nhìn nó đơn giản, nó rơi như này thôi nhưng mà khó vãi nổi rồi các bạn ạ. Các bạn để rơi mấy quả xuống là bị thua ấy thì phải. Ôi ôi mẹ con này chạy phải cứt ra thì mới bắt được cái đứa này. Khó vãi cả nồi luôn ạ. Ui giời ơi, nó cứ bên này bên kia đi thì bố ai không kịp. Mình là mình chịu thua rồi đấy. Nay đau cổ tay quá, nay đi làm nhiều đau cổ tay quá các bạn. Hơi đau cổ tay một chút nhưng không sao, vẫn chiến được cho anh em xem. Trận này mình sẽ cố gắng vượt scope điểm ở trận kia nha anh em nhé. Cố lên nào, gầm mắt đi, cố lên, nó đi. Rồi hướng nó nào, hướng nó, hướng nó, hướng nó, hướng nó, hướng nó. Ngon đấy, ngon đấy nhỉ, phải được chứ. Rồi bắt được nó nào, cô bên này, bên này, bên này. Đã được bao nhiêu ta? Ui, bắt đầu rơi nhanh rồi nè. Ui, ui. Mẹ rơi với tốc độ gọi là chóng mắt vào mặt luôn ạ. Thôi rơi theo quỹ đạo kiểu gì cho nó hợp lý một tí. Chơi theo cái quỹ đạo mẹ mày. Nó gọi là ảo ma Canada, Lazada, Venezuela với cả nồi đó. Hai cái này chuyển sang cho nhau đi, chơi trò khác cho nó vui. Trò này chơi, thế với em trò này chơi chán quá.